bạn có nghĩ mình cũng có thể mắc bệnh ung thư? Chắc chắn rồi, bệnh tật thì sẽ không trừ một ai cả. Chắc chắn là bất kỳ ai cũng có khả năng mắc bệnh ung thư cả. Cái tương lai mình không biết là mình sẽ như thế nào. Đó cũng là một cái mối hiểm họa mà bản thân Tiên, và một người cũng rất là chú tâm đến sức khỏe của mình, Tiên cũng có những cái lo lắng như thế. Không chỉ nghĩ mà đó là một trong những cái nỗi sợ của mình nữa. Nếu mắc bệnh ung thư, bạn sẽ làm gì? Chắc chắn là sẽ nghĩ đến chữa trị, cũng là phải tìm hiểu về tài chính nữa, bởi vì tài chính rất là quan trọng cho cái căn bệnh này. Thời điểm đấy tiền rất là quan trọng. Thực sự đó là một cái thử thách rất là lớn, không chỉ thử thách cho bản thân cá nhân của người bệnh mà còn cả gia đình nữa, bởi vì tất cả mọi người đều chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng để là chiến đấu với cái căn bệnh này. Mình thì luôn có những cái khoản tiết kiệm để mà có thể phòng ngừa cho những cái trường hợp tương tự như thế này. Bảo hiểm bệnh ung thư có cần thiết không? Đấy là một điều rất là tốt khi mình có một sự chuẩn bị cho sức khỏe bản thân và cho cái cuộc sống của mình. Đây là một cái bảo hiểm rất là cần thiết, và bây giờ thậm chí là những bạn rất là trẻ cũng đã có khả năng mắc căn bệnh này rồi. Thì nếu chúng ta chuẩn bị sớm chừng nào sẽ tốt cho tương lai của mình chừng đó. Tương lai mình không biết được cái điều gì xảy ra cả. Có một cái bảo hiểm hay là cái điều gì đó dự phòng cho cái tương lai, cho cái sức khỏe của mình, đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Đấy là đồng ý, mình rất là đáng mừng khi mà trước khi đối mặt với ung thư, ngoài vấn đề về sống còn của mình thì gia đình họ phải đối mặt thêm một vấn đề đó là kinh phí, cho nên tất cả mọi người đều phải lưu tâm về vấn đề đó. Đây cũng là một cái chỗ dựa tài chính tốt, và có những cái bảo hiểm đứng ở phía sau thì họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn trước những rủi ro này. Những ai nên mua bảo hiểm bệnh ung thư? Theo mình thì tất cả mọi người nên có một cái bảo hiểm cho riêng bản thân để đảm bảo cho cuộc sống của mình. Bất kỳ ai cũng có thể bị mắc bệnh thì bất kỳ ai cũng nên mua. Tất cả mọi người ung thư không chịu một ai cả. Có lý do gì để phải từ chối một cái gói mà để mình bảo vệ chính bản thân mình? Cái bệnh ung thư thì nó không có từ chối ai cả. Ai cũng cần phải có một cái bảo hiểm nào đó để giúp cho mình yên tâm.